Dạ vâng, Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đức Bút So, huyện Tây Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em giới thiệu cho các bác hai chiếc máy cưa hệ khai thác tầm trung. Con này là hai con, nó là nòng 40 ly cả các bác nhá. 40 ly. Hệ máy cưa Estin 020 và Estin MS200. Đấy, hệ cưa tay dài của nhà Estin các bác nhá. Dòng này là dòng bãi Đức. Tình trạng máy móc thì các bác không cần phải lăn tan nữa rồi, bởi vì cửa hàng chúng em thì như mọi video thì cửa hàng chúng em đã nói rồi ạ. Cửa hàng chúng em chuyên sưu tầm những dòng máy cưa tuyển VIP chất lượng, sưu tầm tận cả các bác nhá. Ra lựa từng con một, những con VIP thì cửa hàng của chúng em mới lựa về thôi các bác. Nên là máy móc đảm bảo cho các bác là con nào cũng cực kỳ VIP và chất lượng luôn các bác nhá. Hôm nay thì cũng không ngoại lệ, có hai chiếc máy cưa quá chất lượng luôn các bác. Đây, con này là MS200 các bác nhá. MS200 này cực kỳ VIP đúng không các bác? Tình trạng 99% làm xích nguyên zin của nó các bác nhá. Và con thứ hai là một con máy cưa Estin 020. Hai con này nó máy móc nó hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn giống nhau các bác nhá. Nó chỉ khác nhau là đời thôi. Còn 020 là nó sản xuất về hệ đời đầu, còn MS200 là sẽ sản xuất về đời sau các bác nhá. Đó, các bác nào mà thích MS200 thì các bác lựa, còn các bác nào thích hệ đời đầu thì các bác lựa 020, thích đời sau thì các bác lựa 200. Đó. Máy móc quá VIP và chất lượng rồi các bác nhá. Chế chiếc nguyên zin này. Thôi cửa hàng chúng em sẽ quay từng con một đi nha, cho nó tiện và dễ. Đó, con đầu tiên là con MS200. Các bác nhìn qua có VIP không ạ? Chất lượng không ạ? Chụp giật sáng keng xà beng. Cực kỳ đẹp, chế chiếc nguyên zin các bác nhá. Chế chuẩn Estin này, dập Estin luôn các bác nhá. Máy móc thì cam kết cho các bác là chưa bung chạm máy móc, nòng hơi nguyên zin. Đây, tất cả mặt tiền của nó này, nước sơn quá đẹp đúng không các bác? Quá chất lượng luôn các bác nhá. Trắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Đấy. Quá VIP, quá VIP, quá VIP luôn các bác nhá. Bồ cực kỳ đẹp luôn. Một ốc lam trực tiếp 19. Con này lam của nó là dài 40 phân các bác nhá. Mặt cắt được 40 phân đấy ạ. Đấy. Quá đẹp đúng không các bác? Con đầu tiên đây nhá, là con MS200. Quá VIP, quá chất lượng luôn. Rồi, qua con thứ hai. Con thứ hai đây là con 020, hệ nhà Estin cũng cực kỳ xuất sắc. Con này là hệ đời đầu nên là đôi khi có phần không đẹp bằng con 200, nhưng mà tất cả linh kiện của nó thì cũng quá chất lượng rồi các bác nhá. Đối với cửa hàng chúng em, nó không đẹp thì nó cũng thuộc cái dạng là 80-90% rồi, chứ không phải là bảo là không đẹp mà nó xuống còn 60-70% đâu ạ. Đấy, đối với cửa hàng chúng em là 80-90% là tầm 80% là thuộc dạng không đẹp rồi. Còn con nào đẹp thì nó rơi vào tầm khoảng 90-99%. Đúng không các bác? Các bác nào theo dõi kênh của chúng em lâu dài thì cũng biết rồi. Đấy, cũng cực kỳ VIP luôn các bác nha. Con này thì lam ngắn hơn một tí xíu, lam 35 phân, mặt cắt được 35 phân. Ngắn hơn con kia 5 phân, mặt tiền cũng quá là ok luôn các bác nha. Đấy, hệ Estin đời đầu. Vâng, và giá hiện tại thì cửa hàng chúng em công khai luôn trên video các bác nhá. Con Estin MS200 này giá của nó là 3.600.000. Và con Estin MS020 giá của nó là 3.400.000. Đó, hai con là cửa hàng chúng em đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện rồi các bác nhá. Đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện, nên là các bác không cần phải mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Còn linh kiện thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Hai con đều ngon lành các bác nhá. Một con 200 là 3.600.000, con 020 là 3.400.000. Các bác nào mà muốn đặt hàng ấy thì hãy liên hệ cho cả chúng em. Các bác muốn đặt hàng con MS200 thì hãy báo là Estin MS200. Con nào các bác muốn đặt con 020 và Estin MS020 các bác nhá, báo cho cửa hàng chúng em là cửa hàng chúng em biết ngay là các bác muốn con gì rồi. Ôi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ từng con một cho các bác nghe qua tính máy luôn các bác nhá. Dạ vâng, cây đầu tiên các bác nhá. MS200 giá 3.600.000. Mm-hmm.
nổ quá là nhạy nổ luôn các bác nhá. Vòng tua này thì cực kỳ khỏe, xài hai bạc nữa nên là cái tính nổ của red máy thì quá chất lượng luôn các bác nhá. Đó, hệ Estin MS 200 cực kỳ đẹp và chất lượng. Rồi cửa hàng chúng em qua con 020 các bác nhá. Còn hệ máy cửa Estin 020 giá 3,4 triệu. Nói chung là hai con này thì cửa hàng chúng em bao cho các bác là nguyên zin nguyên bản các bác nhá, chưa bung chạm máy móc. Đó, các bác nào mà nhìn thấy linh kiện nào mà đã thay thế, cửa hàng chúng em xin phép bồi thường cho các bác gấp 3 lần luôn số tiền của cây máy, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Còn giá thì cửa hàng chúng em thì đã công khai hết trên video rồi, các bác vui lòng xem kỹ video, quay đi quay lại tua từng con một các bác nhá. Rồi, các bác nào ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.